Và bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị đến với một chủ đề khác cũng liên quan tới vaccine, nhưng vaccine cho tình yêu, vaccine cho cái cuộc sống hạnh phúc của phụ nữ và đàn ông trong cái thời buổi hiện nay. Sắp tới thì chúng ta có đón ngày 14 tháng 3 được gọi là ngày Valentine trắng, cùng với 14 tháng 2 là Valentine đỏ, thì đây cũng là một ngày để mọi người thể hiện cái sự đáp lễ tình cảm với nhau và trao tặng nhau đi những món quà, và sau đó thì là ngày 20 tháng 3 cũng là ngày hạnh phúc. Thế nhưng định nghĩa về hạnh phúc là gì, giá trị của những món quà ra sao? Đôi khi thì khi còn trẻ chúng ta mong muốn đó là những cái món quà hiện diện của sự vật chất. Thế nhưng đến lúc nào đó thì lại mong muốn có một cái sự đối xử, một cái thái độ nào khác ở trong gia đình của mình thay cho những món quà. Và bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với một đoạn hình ảnh mà chúng tôi cũng đã mới ghi nhận được từ một chiến dịch mong muốn được lan tỏa tới tất cả mọi người xung quanh vấn đề này. Vâng, một clip để nói về cái vị trí của người đàn ông cũng như là người phụ nữ trong gia đình nó đã thay đổi như thế nào xuyên suốt cái quá trình lịch sử. Quý vị xem thì cũng có lẽ cảm nhận được một phần nào hình ảnh của gia đình mình ở trong đó. Và ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý vị nói chuyện nhiều hơn với hai vị khách mời. Thứ nhất là cái người mà vừa mới đưa ra clip này đến với công chúng, là người chủ của dự án. Xin được giới thiệu với quý vị chị Từ Thu Hiền, nhà sáng lập, CEO của tổ chức WISE, sáng kiến hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh. Và một người nữa cũng đại diện cho phái mạnh, và lần đầu tiên xem những hình ảnh vừa rồi thì chắc chắn cũng sẽ có những cái nhìn để chia sẻ với quý vị khán giả ngay bây giờ, đó chính là nhà báo Hoàng Minh Chí. Không biết là khi mà xem những hình ảnh vừa rồi, lần đầu tiên anh xem thì anh có cảm nhận như thế nào ạ? Có thấy bản thân mình trong đó không? Có, nhất là ở cái phân cảnh mà thời bao cấp thì tự nhiên tôi nhớ về gia đình mình rất là nhiều, bởi vì đúng là lúc đấy cả gia đình vất vả và quây quần với nhau. Tôi còn nhớ bố tôi là cứ cởi trần làm tất cả việc nhà, từ thái rau cho lợn cho gà. Buổi chiều thì đi cất xe đạp cho cả gia đình, bởi vì nhà tôi trên tầng 2 là buổi chiều là phải bê xe đạp tất cả từ dưới nhà cất lên trên phòng ngủ. Rất là vất vả. Toàn bằng sức người thôi. Vâng, dở ra cái mâm cơm thì không có cái gì cả, nhường nhau từng miếng tóc mỡ một. Như thế là nhà anh là nhà hạnh phúc đấy đúng không ạ? Bởi vì là có một cái sự sẻ chia ngay từ cái thời bao cấp. Thế nhưng tôi biết là cái lý do mà để tạo ra cái clip này thì không phải là gia đình nào cũng có được một cái quá khứ đẹp như là anh Chí, hay là có một cái sự phân chia bình đẳng như vậy. Không biết là chị Hiền có muốn nói thêm gì về cái sự ra đời của cái clip vừa rồi không? Vâng, cái clip này là một cái clip mà chúng tôi muốn thông qua đây là bắt đầu giúp mọi người quan tâm một chút đến thực sự là trong gia đình mình hiện nay, ngày trước thì chuyện gì đang diễn ra trong căn nhà, trong căn bếp. Tôi cũng nghĩ rằng là trong thời bao cấp thì cũng giống như gia đình của anh Chí, bản thân gia đình tôi thời bao cấp thì cũng rất là có cái sự sẻ chia. Tức là bản thân tôi khi lớn lên thì cũng nhìn thấy là khi mẹ bận thì bố sẵn sàng vào bếp nấu cơm và làm những cái công việc hỗ trợ mẹ. Tuy nhiên thì là cũng như Nhung vừa nói, không phải gia đình nào cũng như vậy. Và tôi cảm thấy rằng là khi mà quay trở lại cái thời hiện đại hiện nay, thì khi mà cái áp lực cuộc sống nhiều hơn ấy, thì cái sự phân vai hiện giờ trong clip thì chúng ta thấy rằng là
gia đình hiện đại không ngại sẻ chia, cả người chồng và người vợ cùng vào bếp để chia sẻ. Nhưng mà hiện nay thì cũng rất nhiều gia đình thực sự là với cái áp lực bây giờ thì người đàn ông lại phải ra ngoài nhiều hơn và dường như là quên mất là cái căn bếp của mình hình thù nó thế nào. Thì anh Chí cũng nói là anh nhớ lại thời ngày xưa là như vậy, còn bây giờ thì tôi cũng rất quan tâm là trong gia đình của anh, gia đình nhỏ của anh thì anh Chí thể hiện cái sự bếp núc như thế nào? Không giấu gì, tức là tôi có một thời gian là 7 năm tôi ở nước ngoài, cho nên là về các cái hoạt động về bếp núc hoặc là để tự cho phục vụ cho cá nhân thì làm rất là tốt. Về sau này đến có con thì tôi cũng thường phụ trách nấu những cái món đơn giản hoặc là ăn đêm, hai bố con đi mò ăn đêm thì bao giờ là con cũng nhầm nháy với bố chứ không dám nhầm nháy mẹ. Thế là bố sẽ xuống, tôi còn dạy con cách dán trứng là làm sao, cách đập quả trứng, bảo là anh phải học đi, về sau không ai làm được cho anh mãi được. Thì tôi đang hướng dẫn nhưng mà tay trẻ con hơi vụng về, mỗi lần anh ấy đập trứng là thì tôi đi lau bếp, tôi còn thấy còn vất vả hơn. Thế là bây giờ vẫn đang tiếp tục làm những công việc nấu nướng cho con, những món ăn đơn giản, ăn tối, ăn đêm và ăn sáng. Vâng, quan trọng là anh truyền được cái tinh thần đó sang đến cậu con trai của mình nữa. Nấu thì không ngon nhưng mà cái truyền cái tinh thần thì nghĩ là quan trọng. Nhưng anh quan sát như thế nào về những người đàn ông xung quanh mình, liệu có phải ai cũng sẵn sàng? Không nhiều đâu chị. Tôi thấy là đúng là bây giờ nhất là đồng nghiệp rồi bạn bè đi thì tôi được quan sát là mọi người thường ỷ lại vào những người phụ nữ trong gia đình. Ví dụ tôi đến nhà bạn bè mà ăn uống tôi rất là ngại, bởi vì là khi mà mình ngồi ở phòng khách và nhìn thấy vợ con của bạn cứ cắm đầu trong bếp mà mọi người cứ phải phục vụ nấu nướng, mang bữa mang ra và ngồi vào mâm cuối cùng, trong khi là đồng đàn ông thì lại vui vẻ. Thì tôi cũng thường hay khuyến khích là tôi bao giờ tôi đến nhà khách thì cũng vào bếp bảo có cần em giúp gì không. Thì tôi sẽ làm những cái việc nặng một chút, ví dụ ăn hải sản thì cua gẹ các thứ thì tôi sẽ phải vệ sinh rồi làm vệ sinh những con cua các thứ, bởi vì nó rất là nguy hiểm, cái con cua nó kẹp vào tay. Hoặc là tôi khuyến khích mọi người là nên ở lại rửa bát cùng, ví dụ tôi phải phân chia ngay là ông nào tiện thì ở lại. Thì tôi nghĩ là đấy là một cách chia sẻ. Anh Chí cũng có một lượng khán giả hùng hậu, một lượng fan hùng hậu khi mà theo dõi những cái bài viết của mình, nhưng mà tôi nghĩ là sau khi kể những chuyện này thì cái lượng fan đấy nó còn tăng lên nhiều. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận một cái thực tế, cũng như anh Chí nói là không có nhiều người đàn ông sẵn sàng chia sẻ những cái công việc mà người ta cứ định kiến cho là nó là của phụ nữ. Thế thì vì sao đến bây giờ sau bao nhiêu chiến dịch rồi chúng ta vẫn cứ phải làm những cái chiến dịch để có thể kêu gọi mọi người thay đổi đi? Những cái chiến dịch trước thì hiệu quả nó như thế nào, và đến bây giờ thì chẳng nhẽ sau bao nhiêu năm cái tình hình nó vẫn không có gì cải thiện hay sao? Tôi nghĩ rằng là tôi thì lại có một cái nhìn rất là lạc quan về những gì chúng ta đã đạt được cho đến bây giờ. Tức là mới qua 100 năm từ ngay trong clip thì từ thời phong kiến cho đến bây giờ thì đã có một cái sự cải thiện đáng kể về cái vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Nhưng cái mà chúng tôi đã bắt đầu cái chiến dịch gọi là HeCan tập trung hướng hơn vào người đàn ông là ở chỗ là các chiến dịch thì gần như rất nhiều chiến dịch cho đến bây giờ là chúng ta tập trung vào người phụ nữ, và nhiều sự kiện rồi nhiều những hoạt động để kêu gọi hơn nữa cái sự bình đẳng trong gia đình và ngoài xã hội thì chỉ là phụ nữ ngồi với nhau và nói với nhau. Thì điều đấy đã tạo ra một cái điểm tích cực là người phụ nữ có nhận thức rất là tốt về cái quyền và cái vai trò của mình trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Tuy nhiên thì lại dường như là đẩy người đàn ông ra bên cạnh, và người đàn ông đang có cái thế gần như là phòng thủ. Khi nói đến bình đẳng giới là đàn ông cảm thấy là có cái gì đấy đang lấy bớt quyền của mình. Và nhiều người cũng nói một cách nói vui là những phụ nữ đang vùng dậy và đang đòi hỏi quá nhiều, và người đàn ông cảm thấy là không ủng hộ cái việc đấy. Thế thì là với chiến dịch HeCan ấy, chúng tôi thực sự là muốn đưa ra một cái sự cân bằng, công bằng cho cả nam giới và phụ nữ. Bởi vì khi chúng tôi nói đến bình đẳng giới, đây là bình đẳng cho cả nam cả nữ, người đàn ông cũng đang bị mất quyền bởi những cái định kiến giới xưa cũ. Và nếu như cho đến nay chúng ta mới chỉ tập trung vào đòi lại quyền cho phụ nữ thì chúng ta cũng có lẽ là nghĩ đến chuyện là đòi lại quyền cho đàn ông. Đàn ông cũng có những cái quyền mà những cái định kiến hiện giờ, xã hội hiện giờ đã đóng khung cho họ, và họ bị buộc ở trong cái khung như vậy. Nói một cách đơn giản là chúng ta luôn luôn coi là đàn ông phải là người kiếm tiền nuôi gia đình, và nếu mà đàn ông vào bếp hỗ trợ vợ thì sẽ bị khoác cho những cái từ nó không được đàn ông, và người đàn ông cảm thấy ngần ngại cái việc đấy. Vậy thì nói một cách đơn giản là có khi chúng ta đang tước đi cái quyền của đàn ông được vào bếp, được tin tưởng giao cho vợ mình cái trọng trách là kiếm tiền nếu như người vợ có cơ hội tốt hơn. Thì ở đây là chúng tôi muốn hướng vào cái việc là đòi lại quyền cho đàn ông, nói một cách nói vui là như vậy, nhưng thực sự là có một cái nhìn công bằng hơn đối với cả hai giới. Và đồng thời là với đàn ông thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ rằng là
khi mà đạt được cái sự bình đẳng đấy thì đàn ông cũng hưởng lợi rất nhiều, không chỉ là quyền cho phụ nữ mà phụ nữ hưởng lợi. Vâng, khi mà họ thay đổi suy nghĩ thì đương nhiên cái quyền của người phụ nữ nó cũng thay đổi theo chứ. Bởi vì khi mà họ không đòi hỏi thì đâu có ai phải đáp ứng cái sự đòi hỏi của họ, đúng không ạ? Không biết là anh Chí trong suốt cái quá trình sinh ra và lớn lên đến bây giờ trưởng thành, anh có cảm thấy là mình bị tước đi cái quyền gì không? Không, tôi luôn luôn, chắc là do cái quan niệm tôi luôn luôn cố, bởi vì là như tôi nói đấy, ngay từ nhỏ thì là sống với ở gia đình thì lại là đa số là phụ nữ, bởi vì là bố thì đi làm bên nhà máy, là tôi ở lại cùng ở ngoài lại Hà Nội cùng với bà nội, mẹ, chị và các cô. Cho nên là tôi cũng được hòa mình vào những cái công việc của những người phụ nữ, và về sau tôi nói chung là đảm đang cả những cái công việc. Cũng biết tự anh có bị đánh giá không là không, đàn ông hay vào bếp không, rồi không, đàn không. Ông yếu đuối mà về sau này kia. Tôi còn chủ động, ví dụ tôi như Nhung có thể nhìn thấy là tôi hay xưng hô là cô và tôi với các bạn bè của mình, để tôi tức là để xóa nhòa đi cái quan niệm về giới, hoặc là có những cái quan niệm về giới tính các thứ này nọ là chúng được xóa nhòa và cảm thấy rất là thân thiện. Tôi thấy rất hạnh phúc khi được làm những công việc của phụ nữ. Tôi không phải nói nghiêm túc nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều vì cái câu chia sẻ thật lòng này. Dạ, tôi nghĩ là nhiều người đàn ông cũng chưa có được một cái nhìn thoáng như vậy. Và những cái định kiến ở trong xã hội thì nó vẫn còn rất là nhiều. Chính vì thế cho nên là chúng ta thực tế là đã phải ra đời rất nhiều chiến dịch để có thể thay đổi được một phần nào đó nhận thức của mọi người. Ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với một trong những chia sẻ của những đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc về vấn đề này. Khi mà mỗi khi chúng ta nói tới từ bình đẳng giới thì nhiều khi mọi người lại ngại ngùng, bởi vì đâu đó người đàn ông lại lo sợ người phụ nữ vùng lên cướp đi cái quyền của mình. Còn người phụ nữ thì lại lo sợ là tôi đang làm gì để bảo vệ thái quá cái quyền lợi của mình hay không. Thì ngay bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị khán giả có một cái nhìn đúng đắn hơn thế nào gọi là bình đẳng giới. Càng nói về nữ quyền, tôi càng cảm thấy điều này thường xuyên bị đánh đồng với sự căm ghét nam giới. Nếu có một điều tôi muốn chắc chắn, đó chính là việc này phải chấm dứt. Sinh ra và lớn lên tại Anh, tôi nghĩ nữ giới có quyền được trả lương tương đương với những đồng nghiệp nam cho cùng một vị trí công việc. Tôi nghĩ sẽ chẳng có gì sai nếu tôi tự đưa ra những quyết định cho chính bản thân mình. Tôi nghĩ phụ nữ có quyền tham gia vào việc quyết định các chính sách cho đất nước ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ. Về khía cạnh xã hội, tôi nghĩ rằng mình có quyền được tôn trọng giống như nam giới. Nhưng thật đáng buồn khi tôi có thể nói rằng chẳng có đất nước nào trên thế giới mà tất cả phụ nữ đều hy vọng có thể nhận được những quyền lợi đó. Không một đất nước nào trên thế giới có thể nói rằng đất nước họ có sự bình đẳng giới. Tôi coi những quyền này là quyền con người, và tôi là một trong những người may mắn đó. Cuộc sống của tôi là một đặc ân khi cha mẹ luôn dành toàn bộ tình yêu thương cho tôi, dù sinh ra tôi đã là một đứa con gái. Trường học không kìm hãm tôi chỉ vì tôi là con gái. Thầy cố vấn không lo ngại gì về việc tôi sẽ tiến xa trong tương lai, dù tôi có thể sẽ sinh con trong một ngày nào đấy. Thống kê đã chỉ ra rằng rất ít người có được điều này. Vấn đề bình đẳng giới cũng là vấn đề của nam giới. Vì cho đến hôm nay, vai trò của người cha trong việc chăm sóc con cái vẫn không được xã hội xem trọng, dù con cái cũng cần sự hiện diện của người cha nhiều như của người mẹ. Tôi biết có nhiều trường hợp những người đàn ông phải chịu những căn bệnh về tinh thần, nhưng không dám tìm kiếm sự giúp đỡ vì sợ sẽ bị chê thiếu nam tính. Thực sự, nam giới hiện cũng không được hưởng lợi từ quyền bình đẳng giới. Chúng ta thường cho rằng nam giới không chịu sức ép từ định kiến về giới tính, nhưng tôi có thể thấy rằng họ cũng đang bị áp đặt vào những định kiến tương tự. Nên,
Một khi những điều đó được gỡ bỏ đối với nam giới, thì nữ giới cũng sẽ được hưởng quyền lợi tất yếu đó. Nếu đàn ông không phải tỏ ra mạnh mẽ để được chấp nhận, thì phụ nữ cũng chẳng bị ép buộc phải phục tùng. Nếu đàn ông không kiểm soát, thì phụ nữ sẽ không phải bị kiểm soát. Cả đàn ông và phụ nữ đều có quyền tự quyết khi nào họ được yếu đuối và khi nào trở nên mạnh mẽ. Đã đến lúc chúng ta nhìn nhận giới tính trên phương diện rộng, chứ không phải hai đầu lý tưởng đối nghịch nhau. Một bài nói rất là thuyết phục của Đại sứ Thuyện Trí của Liên Hợp Quốc tại một chiến dịch cũng kêu gọi bình đẳng giới có tên là He For She. Thế nhưng quý vị biết không, chỉ có 30% đối tượng khán giả, khán thính giả là đàn ông lắng nghe và chấp nhận. Một con số đủ để thấy là có vẻ như những cái lời này thì không đủ sức mạnh mẽ để có thể thay đổi, hay là những cái chiến dịch thì không đủ sức mạnh mẽ để có thể thay đổi. Thì cái vấn đề nguồn gốc ở đây là gì? Anh Trí quan sát hay là trong những cái quá trình mà tiếp xúc tìm hiểu thì anh Trí quan điểm là sao? Tôi nghĩ là cái vấn đề này nó nằm trong cái bộ gen của con người từ thời xa xưa rồi. Tức là ở những cái lúc mà chúng ta đi săn bắt hải lượm chẳng hạn, thì những cái nhiệm vụ đã được giao rất là rõ ràng. Ví dụ phụ nữ sẽ ở lại trong hang chăm sóc con cái, còn đàn ông mạnh khỏe và các cái tư duy và các khả năng về địa hình tốt hơn, sức khỏe tốt hơn thì sẽ đi săn bắn. Và nó là một cái sự tiến hóa, tôi cho là như thế. Cho nên nó phân biệt rất là rõ ràng, phụ nữ sẽ phải mềm mại, sẽ phải cam chịu nhiều hơn và biết khéo léo nhiều hơn trong cái việc ở nhà thêu thùa rồi nấu ăn các thứ. Thì tôi nghĩ đấy là cái quan niệm của tôi thôi. Tôi cũng đọc rất nhiều sách để tôi về sau tôi tin được cái điều đấy. Vâng, tức là anh nghĩ nó là do bộ gen quyết định. Vâng, do bộ gen quyết định. Và chúng ta khó có thể thay đổi nó. Chúng ta sẽ phải thay đổi nó bằng một cách rất là gượng ép. Và anh nghĩ là cũng không nên. Ví dụ như ở trên các cái diễn đàn về ô tô xe máy chẳng hạn, họ hay thường họ hay nói xấu về phụ nữ và các kỹ năng lái xe đấy, là bán xăng cho phụ nữ là một tội ác hoặc các thứ, thì tôi không đồng ý với cái đấy. Nhưng mà đúng, tôi biết là cái khả năng về đường xá rồi về không gian thì phụ nữ chắc chắn kém hơn đàn ông, bởi vì cái đấy nó là do bộ gen quyết định từ ngày trước. Đàn ông đã được rèn rũa từ rất nhiều các đời, các thế hệ ở trong rừng, từ lúc chạy họ phải phân biệt được con thú sẽ chạy ở góc nào. Thì lái xe cũng vậy thôi, nó nằm ở trong bộ gen quyết định. Tôi thì không nghĩ rằng là nó do bộ gen quyết định, mà tôi nghĩ rằng là những gì chúng ta đang có là quá trình hình thành của bị ảnh hưởng bởi văn hóa, lịch sử, xã hội từ rất lâu đời. Cái mà bộ gen quyết định là đàn ông có sức mạnh cơ bắp hơn phụ nữ, cái đấy là tôi hoàn toàn đồng ý, là tạo hóa sinh ra là đàn ông to khỏe hơn, mạnh mẽ hơn về mặt sức lực vật lý. Nhưng với sự phát triển của xã hội thì ngày xưa đàn ông sẽ ra ngoài săn bắn và phụ nữ phải hái lượm bởi vì là sức khỏe không bằng. Nhưng bây giờ ấy, thì chúng tôi có những cái chương trình và những nghiên cứu đã thấy rằng là kể cả những công việc đòi hỏi sức mạnh thì chúng ta có máy móc, tức là khi mà vận hành máy móc thì chúng ta không cần sức mạnh cơ bắp của đàn ông nhiều hơn phụ nữ, và vì vậy đã tạo ra cái cơ hội việc làm bình đẳng cho nam và nữ trong tất cả các lĩnh vực. Những cái mà chúng ta vẫn thấy đang diễn ra là bởi vì ví dụ như một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình lớn lên nhìn thấy bố luôn luôn là người ra ngoài, mẹ luôn luôn là người trong bếp, và dù đứa trẻ đấy là trai hay là gái, nó lớn lên từ nhỏ, nó đã lớn lên với một cái quan sát như vậy, thì lớn lên nó cũng sẽ tự đặt ra những cái, nó hiểu rằng cái khuôn của người đàn ông là phải ra ngoài và khuôn của người phụ nữ là ở trong bếp nhiều hơn. Và bây giờ ấy, thì dần dần những điều chúng ta đang làm, những chiến dịch chúng ta đang có để có thể là chia sẻ được là đó không phải là một cái khuôn cố định mà mọi điều có thể thay đổi, và những cái gì nó không còn phù hợp với thời đại thì cần thay đổi. Tôi rất thích một cái ý của anh Trí ngay trước đây khi anh nói là anh cảm thấy rất hạnh phúc khi làm những công việc trong gia đình. Tôi sẽ không nói là công việc của phụ nữ, bởi vì chúng tôi đang muốn xóa đi cái nào là việc của phụ nữ hay việc của nam giới, mà anh Trí là một người đàn ông cảm thấy là rất hạnh phúc khi làm những công việc trong gia đình. Thì đó là một cái thông điệp mà chúng tôi muốn chia sẻ với những người đàn ông, bởi vì khi chúng ta định nghĩa là khi chúng ta đặt ra những cái định kiến là đàn ông làm việc trong gia đình thì không nam tính, làm cho người đàn ông cảm thấy ngần ngại kể cả khi họ có mong muốn là được làm công việc đó, thì đấy là một cái thiệt thòi của đàn ông. Vì đối với phụ nữ, nhiều khi bản thân tôi cảm thấy là khi tôi rất là căng thẳng mà tôi đi lau nhà, tôi đi dọn nhà, hoặc tôi đi rửa bát, nhìn thấy một đống bát bẩn, rửa xong cảm thấy thực sự là mình giải tỏa rất là nhiều. Và nhiều khi tôi thấy là người đàn ông không có được cái may mắn đấy, bởi vì họ không có cái cách giải tỏa công việc của họ, nhiều khi họ lại phải bia, lại phải rượu, phải làm những cái việc nó không được lành mạnh, và nhiều khi nó không giảm được áp lực như phụ nữ chúng mình. Thì tôi nghĩ đấy là một cái quyền mà đàn ông cần phải được tôn trọng. Nếu như họ muốn vào bếp, họ cần phải được tôn trọng với cái việc
họ vào bếp. Chúng ta không đẩy họ vào bếp nếu họ không muốn, và chúng ta cũng không đẩy người phụ nữ vào bếp nếu họ không muốn, mà cần phải có sự trao đổi ở đây. Vì ở đây quyền là nam giới và phụ nữ là như nhau. Thì đấy là cái mà tôi từng chia sẻ. Nghĩa là tôi không đồng ý với việc là gen quyết định việc là đàn ông ra ngoài. Anh có muốn ý kiến ngược lại gì không? Đúng là nó là do cái nhận thức của xã hội như chị vừa nói về xong, nhưng tôi nghĩ là cái đấy là do bộ gen, nó vẫn là do bộ gen quyết định. Tôi cho là như vậy, bởi vì là nó tạo từ bộ gen, nó tạo ra các hành vi. Chúng ta sẽ có những cái hành vi, cách ứng xử, kể cả bây giờ là máy móc là tam thay đổi, thế nhưng mà cái tức là cái thừa năng lượng của đàn ông nó vẫn đẩy người ta ra đường chẳng hạn. Chúng ta không nên tranh luận ở việc đấy. Nhưng mà tôi ủng hộ cái việc là bây giờ là không nên gọi là việc của đàn ông, việc của đàn bà hay là gì. Nói chung gọi chung là công việc, việc nhà. Ví dụ tôi cũng hay nói với cả vợ là về trông bố về muốn làm việc nhà. Chứ việc nhà nó rất là nhiều đầu việc. Ví dụ như tưới cây, cắt cây, rửa sân, dọn nhà, hút bụi. Tôi mua rất nhiều máy móc chỉ để phục vụ cho việc dọn nhà. Bởi vì tôi rất là thích cái việc đấy. Từ những cái máy xịt là công nghiệp để xịt ra cái hơi nóng để tẩy mùi cho bếp này, rồi tẩy mùi cho máy khử mùi, rồi máy hút bụi. Tôi mua toàn đồ tốt nhé, bởi vì thích. Đấy là anh có những cái điều kiện để anh có thể trang bị cho mình và đáp ứng được cái sở thích của anh. Ví dụ như tôi biết là những cái chiến dịch như thế này thì cũng đánh vào một cái nhóm đối tượng là họ cũng chưa có nhiều những cái sự tiếp cận về thông tin và về những cái mô hình khác nhau ở trong cái bối cảnh xã hội hiện đại để họ có thể thay đổi chính tư duy của mình. Đây là một đối tượng tiếp cận rất là khó, và nếu như chỉ thông qua những cái clip như vậy hoặc là thông qua cái việc mà chúng ta cứ nói thì có rất nhiều những cái chiến dịch từ trước đến nay chúng ta cũng đã kêu gọi, thế nhưng cái kết quả thì vẫn dừng lại. Vậy thì cái mấu chốt ở đây chúng ta cần phải giải quyết là cái gì? Không phân tích về cái nguyên nhân thì chị mong muốn là chúng ta sẽ giải quyết từ đâu? Thực sự là chúng tôi với cái chiến dịch Kiken này ấy, thì chúng tôi đúng như Nhung nói là chúng tôi không kỳ vọng là tất tần tật mọi người trong xã hội đều sẽ được ảnh hưởng bởi một chiến dịch và bởi thông điệp của một chiến dịch. Vì thật ra là để đạt được hiệu quả thì một thông điệp hoặc một chiến dịch chúng ta cần tập trung vào đối tượng cụ thể. Với cái chiến dịch của chúng tôi về Kiken này, chúng tôi muốn chia sẻ với những người nam giới, đặc biệt là thanh niên, cả nam và nữ và nhiều hơn là nam, vì cái tên gọi là Kiken ấy, đến cái đối tượng là thanh niên ở thành thị. Tức là chúng tôi rất mong muốn là họ sẽ là hạt nhân. Tức là khi nam giới thành thị họ cảm nhận được và họ là hạt nhân và họ sẵn sàng thay đổi, thì họ cũng sẽ tạo ra những cái trào lưu, những cái ảnh hưởng trong xã hội để những cái nhóm khác sẽ thay đổi theo. Còn đương nhiên là đối với những nhóm, ví dụ như chúng tôi có những cái chương trình dự án ở miền núi chẳng hạn, thì làm đối với những nhóm nam giới ở miền núi thì cái sự bất bình đẳng nó lớn vô cùng, nó lớn vô cùng so với cái thành thị của chúng ta. Thì đối với những cái nhóm như vậy, nhóm cộng đồng dân cư như vậy thì lại phải có những cái chương trình khác. Cái mà chúng tôi mong muốn ở đây thực sự là muốn lan tỏa cái thông điệp rằng là khi chúng ta theo đuổi cái việc là công bằng cho cả nam giới và phụ nữ thì đây là công bằng cho cả hai, và cả hai cùng được hưởng lợi, và cả hai đều cảm nhận được cái sự hạnh phúc hơn của mình khi mình có cái sự sẻ chia như vậy. Thì đấy là điều mà chúng tôi muốn. Vâng, một cách truyền thông điệp rất là khéo léo. Thế nhưng khi mà không đẩy cái áp lực về phía bên, về một bên cố định nào cả, và cũng coi như là mình trao một cái quyền cho người nam để họ có thể lựa chọn một cái cách sống hòa hợp, hạnh phúc hơn. Thế nhưng làm thế nào để chúng ta có được từng bước như vậy, thì tôi rất mong là hai anh chị có thể gạch những cái đầu dòng chi tiết. Làm sao để chúng ta có thể sẻ chia từ phía người đàn ông, sẻ chia như thế nào, người phụ nữ sẻ chia ra sao, thì hai anh chị có thể chia sẻ ra những cái gạch đầu dòng rất là cụ thể. Cái cách thức sẻ chia ở đây sẽ phải bắt đầu từ đâu? Ví dụ tôi lại là ví dụ cái câu chuyện của gia đình tôi, thì tôi nghĩ là vợ tôi là một người cũng rất là quyết đoán và hiểu việc. Tức là ngay từ lúc mà chúng tôi lấy nhau về thì vợ tôi rất là rạch ròi trong việc chia công việc, bảo luôn là cái nghề làm báo của anh không kiếm ra được nhiều tiền. Và ở trong mỗi gia đình nếu mà hạnh phúc thì chỉ có một người kiếm tiền và người đấy không phải là anh. Tức là tôi được tôi thở phào nhẹ nhõm, tức là những cái trách nhiệm nặng nề nhất đáng lẽ là phải, thì vợ tôi, tức là tôi nghĩ là cái sự công bằng hoặc là cái sự đối thoại ở trong mỗi gia đình mình xây dựng từ những cái câu chuyện. Ví dụ vợ tôi cũng quy ước là cái việc mà nếu cuộc sống chung chắc chắn sẽ có tranh luận thì chúng ta không nên to tiếng, tất cả viết bằng email, bởi vì là khi bằng email là chúng ta sẽ bình tĩnh nhất, ngồi và gạch đầu dòng. Chứ còn không, khi cãi nhau ấy, cái sự nóng giận qua lại đối đáp trả thì nó có thể nó thành trạch hướng. Thì khi có vấn đề gửi email,
và trả lời bằng từng gạch đầu dòng một. Tôi nghĩ là từ những cái việc nhỏ thế là chúng tôi có những cái quan điểm và những cái sự sẻ chia với nhau nó rất là dễ, bởi vì đối thoại dễ cho nên là các hành động nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều. Đấy một là... trong những cái vấn đề mấu chốt mà anh Chí cũng nhắc tới đó là việc mà phải nói ra. Rất nhiều người chỉ giữ trong lòng và mong muốn người khác thực hiện theo những kỳ vọng của mình, thì đấy là một cái sự đau khổ rất là lớn. Còn chị Hiền thì sao? Chị muốn nói điều gì với chị em phụ nữ và với các anh nữa? Từ góc độ cá nhân, anh Chí thì cũng vừa chia sẻ góc độ cá nhân, thì với góc cá nhân ý, thì để làm thế nào để có sự sẻ chia thì tôi nghĩ sẽ bắt đầu từ tìm xem là cái đích, cái mục đích của mình là gì trong mỗi hành động, mỗi công việc. Ví dụ như là trong mỗi công việc thì ví dụ với nam với nữ cũng vậy thôi. Nếu cái đích của mình là có một gia đình hạnh phúc, hoặc là ở văn phòng thì có một cái công việc nó trôi chảy đạt hiệu quả, thì khi mình đặt ra cái đích đấy thì mình sẽ không chệch trong cái hành động của mình. Ví dụ như là khi mà có mâu thuẫn mà mục tiêu của chúng ta là để cho gia đình hạnh phúc thì viết email để khỏi cãi nhau, hoặc là dừng lại một chút để mọi người sẽ và sau đó nghĩ rằng là thực sự là nếu mà chỉ vì cái công việc là ai rửa bát mà chúng ta phải cãi nhau thì hôm nay có thể là người vợ rửa, đến ngày mai thì người chồng, nếu mà cứ mãi như thế thì sẽ đến lúc là sẽ không còn vợ nữa để mà rửa. ví dụ như vậy. Và cái việc đó rất là đơn giản, với rửa bát chúng ta có máy rửa bát. Thì đối với riêng tôi thì tôi sẽ nghĩ là tìm hiểu xem cái mục đích của mình là gì, mục đích của mình là thắng trong cái trận chiến này hay là đạt được cái mục tiêu gia đình hạnh phúc. Còn đối với trong cái vai trò là người đang xây dựng và phát động cái chiến dịch HeCare này thì tôi rất muốn là mời được anh Chí sẽ là một người thực sự là một đại sứ của chúng tôi cho chiến dịch, bởi vì những cái mà anh ấy chia sẻ nó rất là khác với những cái thông điệp mà chúng ta đã có đến nay trong các chiến dịch bình đẳng giới. Tức là anh ấy sẽ thấy được cái niềm vui trong cái việc chia sẻ với gia đình, và nó không phải là việc vào bếp rửa bát đầu bùn tóc rối, mà sẽ là các máy móc, các công cụ, tìm hiểu các thiết bị là cái niềm ưa thích của anh ấy, mà giải quyết các công việc mà hiện giờ là phụ nữ đang giải quyết bằng tay. Thì đấy là một cái niềm vui cho người đàn ông, và chúng ta nhìn vào những cái việc, chúng ta nhìn vào theo một cái góc nhìn mới mà nó phù hợp với từng đối tượng nam giới hay phụ nữ. Thì đấy là từ góc độ chiến dịch thì chúng tôi sẽ có những cái hành động như vậy. Nhưng quan trọng là khi anh chị anh nói ra những cái điều đấy, hay là một người đàn ông nói ra những điều đấy, họ không cảm thấy ngại ngùng, họ cảm thấy tự hào về những cái điều mà họ đã chia sẻ, thì đấy mới là điều mà chúng tôi nghĩ là chúng ta có thể thay đổi một phần nào đó trong cái tư duy cũng như là cái cách tiếp cận vấn đề của mình. Và hy vọng là sau cái cuộc trò chuyện này thì nhiều người sẽ lắng nghe hơn cái câu chuyện của cá nhân anh và ý nghĩa của chiến dịch HeCare, để mà chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi một phần nào đó những gì đang diễn ra mà chúng ta cảm thấy chưa thực sự hợp lý. Bởi vì dù sao cái món quà mà ý nghĩa nhất trong cả gia đình đó chính là sự kết nối và sự bền vững, chứ không phải là một cái món quà vật chất nào cả. Nó có thể thay đổi năm này qua năm khác, thế nhưng quan trọng là cái sự hiểu nhau và cái sự kết nối gia đình, thì đấy là điều mà chúng ta cần gìn giữ. Một lần nữa cảm ơn chị Hiền, cảm ơn anh Chí rất nhiều với những câu chuyện rất là cởi mở ngày hôm nay đã chia sẻ với quý vị khán giả trong chương trình Bây giờ và Ở đây. Quý vị hoàn toàn có thể theo dõi lại cuộc trò chuyện này của chúng tôi ở trên các nền tảng số VTV Go hoặc là trên fanpage của chương trình VTV2 Chất lượng cuộc sống.